Honda CD70 2025 đầu vuông, đít vuông siêu rẻ hơn 12 triệu đồng. Honda CD70 2025 mới vừa được hồi sinh tại Pakistan. Xe sở hữu thiết kế rất ấn tượng khi kết hợp phong cách cổ điển cùng với những gam màu hiện đại, đặc biệt là CD70 2025 có mức giá siêu rẻ nên dự đoán nó sẽ dễ dàng thu hút được nhiều người dùng tại quốc gia Nam Á này. Về ngoại hình, mẫu xe máy côn tay Honda CD70 2025 mới có kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 1897, 751, 1014 mm, khoảng sáng gầm xe 136 mm, trọng lượng khô chỉ 82 kg và dung tích bình xăng là 8,5 lít. Xe vẫn tiếp tục sử dụng đèn chiếu sang halogen vuông và đồng hồ analog, mang lại cảm giác hoài cổ trên các mẫu của thập niên 90. Tất cả tổng thể mẫu xe này vẫn mang đến cảm giác của những mẫu xe huyền thoại đã làm nên tên tuổi của hãng như Honda Win, CD hay 67. Honda CD 70 2025 sở ba màu sắc thân xe gồm đỏ, đen và xanh lam với logo thay đổi nhẹ nhưng phá cách. Thiết kế xe tinh gọn và các tính năng đủ dùng giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe tay côn đơn giản, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe máy Honda CD 70 2025 tại thị trường Pakistan được trang bị vành nan hoa mạ chrome sáng bóng kích thước 17 inch ở cả hai bánh, đi kèm với đó là phanh tăng chống ở cả hai bánh. Về mặt vận hành, Honda CD70 2025 được trang bị động cơ 4 thì SOHC làm mát bằng không khí với dung tích thực 72 cc. Động cơ này có khoảng hành trình piston là 47 x 41,4 mm và tỷ số nén 91. Xe sử dụng hộp số Constant Mesh 4 cấp và khởi động bằng đạp. Hiện chưa có tùy chọn khởi động điện. Theo thông tin từ Atlas Honda Limited, động cơ của CD70 2025 đã được cải tiến đôi chút so với mẫu trước, nhằm đảm bảo hiệu suất và hiệu quả tốt hơn. Mặc dù không có nhiều cải tiến về công nghệ và vẫn không khác gì xe đời cũ thập niên 90, tuy nhiên Honda CD70 2025 vẫn ghi điểm nhờ tính thực dụng và mức giá phải chăng, rất phù hợp với các thị trường mới nổi như Pakistan. Mức giá xe Honda CD70 2025 được mở bán tại Pakistan với 3 màu sắc thân xe gồm đỏ, đen và xanh lam, với mức nghiêm yết siêu rẻ chỉ 157.900 PKG, khoảng 12,9 triệu đồng, rẻ gấp 3 lần một chiếc điện thoại iPhone 16 đang chào bán tại Việt Nam. Với mức giá siêu rẻ, xe máy côn tay Honda CD70 2025 dự đoán sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng bình dân đang tìm kiếm một mẫu xe tay côn đơn giản, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.